quy bảy kim cương kê rơi xuống mần lý đế đại minh vương thất vi bản thể ô đàn trang bình xích diêu ma hô chết lại hương kê rơi sơn ngô mùa hạ tháng ba âm lịch ngày 20 do tôn hương
đàn thần Sa Môn viết nên mạng này là vậy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh nhân tại chúng ta tiền đài Phật sáng thông truyền địa ngục khai. Sam thủ giác ca hoa di tích ca trưởng thần châu thiện thần châu địa tạng chiếu minh này ngủ tốt như đầu câu thiện niệm thiết là thang ngay ca hòa lô an hàn hỏa hóa thành khối kiếm thủ đào hoa sơn là dây đau chiết huyết là chỉ khai ca thạch ca các băng thôi ngưỡng ca trượng phật từ thì ca trượng bạt u hồn chạy ca phay xuất phong mà lôi tài tín pháp mà âm ma tiêu tội cựu tam đồ lục mà thu hoa miệng na luân na hội thạch ca hỏa điện ca dù gió tam tiểu sắc đa và nghịch đỡ chiều sinh ngàn khẳng tức tăng ma hồn chỉ cứ kiến riêng ta a di đà phật a ti a hòa tội a phúc tăng a đầu số a văn đi bạc a phật a binh định a bất sa a di đà phật a di đà Ngã kim mối hận tu hành bản đa
chất phong linh lại giảng phói linh thiêng công đức vàng Tây Phương. Con người gà ta lấy cho thầy cái ghế. Con người gà ta đứng trong trời đất đảo ở mình lấy cái ghế lên tựa trường mắt thân không xa bia thời như áo thế mà hòa về đi như thiết tuyệt là đã như a sương nghe biên thùa nào sông mênh mông như ở thành trong ngày nào ra khỏi cái vòng trần ma luân dù vốn đã tâm thần là mê muội đạo thầy ngã ra cái đêm nghiệp mà thăng cho nên do thủ vô đoan toàn kịp đi nào kim ca chay chú đình xuân chú đình đình cung thừa kế ngô nguyên thị duyên đạo đồng dương môn biến đẳng phục vị nay thay ca chủ và quy đầu phật là pháp lập đàn tràng cao đắc cao xa cảm thương cha mẹ sinh ra chảnh lòng như tổ tiên hư nhà mà lời trước bấy tình ngát nhiệt đến bấy giờ chưa qua biến không ngờ đèn Phật lực vô biên bao giờ mà thoát một mà lên thiên đường đức mục liên tàng hương bồ tát tăng cứu mẹ người đã thoát oan ra bụng không ai dám đặt nặng ra theo hương đời trước để mà độ thân nay trai chủ chúng con ân cần kiện thỉnh tâm long thanh cầu đến thiên linh nói như hang sỏi chuyển thành như gương soi tỏ mặt hình hiện ra không nghe không những đồ mình ta quái lạc gồm trẻ già đều được nhờ ứng ngày nay phương tiện pháp môn dạy dã ma cứu những hồn oan gia thần đệ tử phụng mày pháp sư niệm một câu sau chữ Di Đà điện tử soi khắp gần xa những lôi hằng ám mắt là tiêu không ngờ ông anh tướng quay trong cho thầy cung cúi đầu quy phục từ phương phát qua cổ làng Diêm Vương muốn sang coi Phật sông về ai mênh mông kim thước ta có thiên tử vượt được về sông muốn nhìn sóng cả chỗ đầu muốn sang ca ta mà phải Nam mô A Di Đà Phật.
mới có thiên đường địa ngục, cũng bởi vì tình dục chúng chúng sinh lục căn là trong mình, lục trần lục thức cũng có tình là nên căn trần từ tam duyên hòa hợp ba sáu lên mười tám tương tư vi bằng bình đẳng chân như chuyện người tam gục cùng như cửa trời. Tan ơi chỉ vì những người đời không biết mình làm gì khôn xiết làm sao lòng lành chẳng ở được bao đem căn chật chật thức buộc ngã vào ác ma duyên gì. Địa ngục lầy ga nhưng thấy chán chán tâm lòng biến hóa muôn vàn lòng thiện niệm ít lòng gian ác ca nhiều. Ta nói ta lòng ác phải vào địa ngục, ta lòng lành là phúc là duyên đến khi mạn hạ quý tiên lấy lòng thiện niệm được lên thiên la đường thử và lái nghịch nhà như đồ nhân đi nội ya chư lục kê căn nhãn na như thị thiên la thân na y ngoại ya đoạn lục kê chân sang ra thanh hương a vì sung kê pháp ma sung kê chuyển lục kê thức phi ya lục kê thân na thân nhãn na thương diệu hòa quan na hữu y ya kiến đi vô a chi địa ngục bất phá tự hòa kê sở hữu có văn ở mày nghi đương a thầy tùng nghi đương tiên đọc qua chỉ khai hoa đăng đàn, khai hoa đăng đàn kết ấn na, kết ấn điểm tình chân ngô, điểm tình chân ngô. Thank you.
phá địa ngục ma cho con ta la la thế la 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 chân hình
Cả phụ và thiên đa chú và gia thiên đó nội ngoại cửu hiền tân đó đẳng đẳng sư vị chân linh bi ai phù mẫu tứ liệm tổ hòa tông bao nhiêu bồ chi thâm ân thủ cổ nào chi đức ca trọng hoa thiên đa thiên cảm cứu hiền tân đó luôn nổi lục đạo tự sinh lưu tích thời do tác ác nhân khủng kim nhật thủ khó quả từ nơi trước từ vận động khẩn tình tăng nghe già yêu mục đến tôn già cứu mẫu chi tiền quy giam địa tạng bồ tát độ thân chi cổ kinh kiện thành trai rơi kiết định thân tâm tâm tùy không hồn như rục ghi lý truyền thành nghi thực hào sự tự kính chung chúng ta diệt phi đán truyền độ ích nghĩ kỳ điều lâm nga hiền nghi loài nhân này như lai cai phương tiện chi pháp môn la linh đằng cứu minh chi bạt độ ông tử thi giáo chúng đẳng vùng hành nhất khu di đà diệt hạng ám chi minh đăng phá địa mổ chi manh tướng sinh tình đồ chi theo kinh văn cổ là chi nước thương dùng thượng tử hàng tu thân thân diệu cái ngàn ái hà thiên thích nàng khó ái vạn chủ ba dùng biến luân hồi khổ cấp cấp niệm di đà là mô a di đà phật là mô a di đà phật di đà phật là mô a di đà phật là mô a di đà phật là mô a di đà phật
tỳ tổ phong hoa ninh thủ chỉ bạch tiên hoa không chung mong hay kinh phong linh thừa phần ưng tàu toàn ni u a minh tưởng vây các vương bạch tiên hoa thế giới chung kiến la phật văn kinh nam mô a di đà thế chi chủ khí hiện tại thiệt căn năng nghi thường bị trần phân biệt cam khổ toàn đi nhằm tâm ma thức khởi hỏa di tắc ác nghiệp mà toại kết thành hỏa luân hỏa xa hỏa thang hỏa khang hỏa khanh đẳng chư hình ngục tư đương nội phá thiệt căn ngoại đoạn bị trần trung chuyển thiệt căn vi diệu ngôn địa ngục nhất tề pha liễu sở hữu ta mang nghi thương cơ đạo hòa tại thiên thế giới ô minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát thỉnh pháp sự ra chỉ khai hoa đăng đàn kiên tân phá địa ngục kinh thân bồ chỉ tham danh lời bo bo làm mi
trước mắt kia sung sướng giàu sang, chứ tràn châu báu bạc ngược vàng, sập dìu xe ngựa nghênh ngang vọng na hùng mà đều là công xét từ tâm ma, không danh phụ quý không mà cầm mà được nghĩ biết bao giờ toát khỏi trầm trầm luân hà. Hoàn ơi bận bận tâm thần, kiếp lao tình ngộ tâm thân mơ. Kim đã trai chủ con trai chú đình ga xuân chú đình ga vĩnh ga hiệp thừa kỳ mẫu hoa thị xuyên hợp đồng gia dương nga môn kiên nga lạng ấm gần từ xưng phược quỳ nga chi tiết nga hiển tỷ đạo thì chính hiệu diệu hạnh chân linh ca phù thiên chú gia thiên nga tổ ma đào ra thiên nga tổ nội ngoài kiều huyền tân tố đẳng đẳng ca chữ vị chân linh sông bay ấy mênh mông nghìn thương có thuyền từ ga vượt đường về ga sâu muôn nghìn sóng cả nhô đầu buồn là xa ta phải niệm là câu gì đà sầu ẩn là đưa bóng ma điện là phất ma phơ não ma dùng ma bên là thèm ma thương là thay ma dưới là vẫn là ba sầu chứ ba sầu vẫn là sẽ từ đây ai làm đến nỗi nhà được này trời ơi thì là phật là bốn là sầu sinh ra từ luân là hồi cho nên cho thập pháp thiết na vi trùng trùng hát ca tư đương nga ngoại phá hoa xúc pháp nhị ya trần ngoại ca đoạn là thân là ý nhị ya căn trung ma chuyển ý thức vi ga diệu quan na sát sĩ ya đã năng a thi tự ra kiến na vô hoa công địa ngục nhất na thời thời tiêu diệt na thủ trì kim tít trượng dẫn khai địa ngục chi môn khai trường thượng minh châu chiếu triệt tài thiên chi giới U Minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát na giao hữu ba sở hữu cáo văn nghi đương tiên học sao hữu phá địa ngục kinh chân ngôn quẩn đương dị độ thì pháp sự ra thì thay hoa đăng đàn kê tấn điểm tiền chân ngôn
cây địa ngục con đã thường nhân đồng hiếu thi tam đế dân ra thiên phật tướng quan phạm giới tinh đa gia thiên chi tham tạo phá địa ngục trên con nam đà na đế na sa đà ha phong hồ xuất đi địa ngục đội kêu thiền quán sinh được làm quốc quốc à
tiên đọc khai kém minh nhang về lò trai đàn né dài đất năm gương la do vạn toàn hoàn kim cỏ xem xem tánh hiền là đáng cho em vào ra cho con coi xem là thường tan sang nay đi vương dược mở xin có ở pháp sử viên can do ai tôi xuống đàn sang nghỉ gõ sông y và tánh a tòa và nguy nga tia trời đại sang sang ra vẻ dòng bảy phương có quyền hoa tràng vang tiếp nhúc hà xa ai mà cũng kính ngắt là phúc theo đều ngược lại ai đến đây coi xem vì bán đại ra điều kinh bảng tôn đang luật rời tội ấy ra phải mang ăn lăn lui lui rõ ràng không sai ta bàn giao ra đôi ngài chứng minh công đức những nhòi tấu dâng nghĩa là vậy vâng rồi đấng long quý mão mùa tháng ba ngày 20 giờ lành phá ba đà thần đà đệ tử thích nha tử tuân đà hành tại hiền minh dương thì đồng pháp ma đàn nì đạo và thánh tựa mê che phù mở pháp mê màu cứu độ dân ta sông lên na vân ngữ xin tòa độ sinh vô lượng gần xa đương nhờ xem bốn gói cùng bên ba đường mà còn vườn trời có so tiền thương ngộ đàn sàng so xuống như y kim quang tam thương ngộ chỉ thanh vân bồ tát ta ta chỉ sáng kiếm mi trên đời thiên đường bay chín mẹ các ngôi tòa hoa tòa bình thân phật trời giáng phúc tùng lâm bao nhiêu ma quỷ thiềm sớm gói ngoài lấy nhờ đệ tử chúng con tâm sai phúc lành đưa đến sông ngoài phúc thêm mai ngôi nghiêu bàn sứ tỉnh chuẩn tử thi ảnh soi xe ta rộng nghỉ thương vâng rồi lên mà tâm quỳ mão hoa thiên hà thiên tam ma huyền nhị thập nhật hào thời đọc bằng đương đàn pháp sử thần sa môn cầm chúng tăng phụng hành ngờ trai đô thanh ý a chuyển càn côn đi thiết lập mì đàn sàng thỉnh thế tôn bảo cái chàng hoàn lâm pháp mội sa môn bồ đạo tốc khai môn sơn tăng a chỉ đường đạo tam quan a phật hòa di đà dung dường y sơn kinh ca môn đỉnh tam thập trượng tà ma ngoại đạo thần quy hào tiền đường tiên linh a vô đệ tử niêu ân niêu hung đạo kim quang a sự nghề tiền huân thương mật tưởng ma đàn chàng dĩ viện minh minh đằng chúc đi vào gia pháp nhà phu trần ai ai nhà hoa gì đâu à đệ à đạo tràng di tập đại chúng bát hàng sai chủ trí thầy nhất tâm cảm cách ca tiền là nái kim mà trùng kinh ca sư hầu hoa ca ngọc khánh minh lời điện điện trung cổ gường niên tiên ra giát phạt lào văn sân địa thường thông can tường hà đạt phun duy điều điều động chìa sơn hà lượng lượng kinh giao thế giới cung ma ra sư phương cấm ba kỳ nữ kỳ từ sứ nông ma thần linh vô phổ uy trì tâm tấn yêu an uy trì lực ngà sinh hoa nị công chứng đồng âm nghiêm chính uy quang phụng thừa phật pháp ba lại giao hữu an uy đồ địa lòng thần chân môn cần đương chỉ độc nhà đạo mà sơn xuyên sư tinh huống a địa trung long thần na tài văn na tuyên diễn diệu chân ngôn na các chân thường hùng sinh hoan na hỉ a bộ trình hoan hỉ địa bồ tát ma đa nam mô sinh hoan hỉ địa bồ tát ma đa kích nghe có nam thông kích kính cổ thank you.
tòng má sự tinh đế chư và chư danh tôn quan cô cung ngộ bà nhục viễn luân hồi khổ cấp cấp niệm di đà
Thì cô hồn bảo nhau hiểu rõ pháp môn sau này tâm
đạo tình Phật mày may khác nào. Trong trong cho như ngầu vì sao như vầng trăng sáng thanh cao giữa trời, vì đâu trôi giản xa khơi biết đâu ngàn giác tìm nơi trở về. Xin đời hữu lộ u mê cho đến nghiệp trường khốn về tranh đâu nào là sợ hãi âu sầu. Ôi tôi cũng chịu biết cầu cày ai. May nhờ phép đức Như Lai từ bi tế độ vớt loài trầm luân mà đường phương tiện xa gần lũ người phải sớm ăn năn hồi đầu. Thầy tâm khi kính cùng nhau sát công công sát nhiệm màu báo na. Tính chân chưa nhiệm tối tà Phật tâm tâm Phật vốn là như nhau. Từ mình treo anh giang vào bay lên to gặp ngõ cầu quán không u hồn nam bắc tây đông. Nhờ đàn phạm tí toát vòng trầm luận tình phạm tới trần buồn. Ra thì hoa bế dân vô ta thì lên sở dân vô. Ta dân lấy nghiêng từ tay biến toàn thương thương vô lượng dư vãi hiền tất phai vân ra tật tạo từ tất trì tất bào ta hồng ông dân đồng ư tây vợ kiếu từ thất trì hàng ma trừ y thế lời dòng bác bằng thứ thiên dân tội toàn quy thiên nam vũ vi thiên nam mang biến thổ bồ tí hồi quan nhi phản chiếu thì tăng dương thương nam và đã đến đế tu đàn trì nào đáng hoa tình tam nhờ chân vô. Từ phù tổng chân giới đồng ưng chân bi hóa phổ thù cùng mà ta ma thế thời hoành viên na chiếu ra phương ngao sư pháp và nội mi pháp ma cổ quản diệt na áo quyền na là thực ca giao an na hồng đại khai mơ phương tiện lộ nhiều quy năng tiêu diệt địa ngục khổ. Chỉ a tăng thân giới đàn là ma ma na đi dùng nghi tôn vào hòa thằng thu hoa ngọc cảm và chư kiến na tâm ma tới vương án na hồng nghi phiên na dịch chuyển na đông nghi đồ tô a sư hoàng a hiền đi a chiến đi ván a thành trình nghi sư a tam ma thừa phân đi a đốt na thiên ngũ a giáo định nghi a tông tu a quỳ a thần đi khâm a long thiên na hổ a đào a mê a áng a tương nguyên na chi an a hồng nghi trừ a nhiệt chân na ca ma lộ nhiều quy lăng tiêu diệt ngã quỳ khổ a thi a tam ma ta nê nê tăng ta ra chung chung a tôn ngu nước sư nụ hoa na lời a sinh a vi sư a nghiệp an a hồng hoàng pha tỳ gia phù tỳ kiêu a trần thường a yến tọa tỳ ca tinh xứ giá thân nhuệ a y a xuống pháp phổ thầy a tân nê vi ma ti ha ngà tông ma ti ca giải hổ pháp ba đăng a thường biên siêu an a hồng tồn tương truyền phò nhược kỹ năng tiêu diệt bằng sinh khổ giá trị ngũ phần quan tu di định thượng you
đại hệ đại xã thế hàm thước ca tướng ảo quang minh di thư kiêm chú đẳng trí thông tuy mệnh lệ đồng hoàng vương tê giới a sơ ca phật an man ni hồng kỳ thân thanh ca sắc an hồng phóng quang minh hồng hồng an man ni hồng thủ ấn chấp ba chi hàng ba chữ ma ni a bảo an ma ni a hồng chúng ma đẳng trí tâm an hồng xưng tan lễ hồng hồng an ma ni hồng nguyện ngáp và từ bi ta xưng về Phật từ bi tăng chứng mê diệu hoa niên na hoa an ma ni hồng chúng đẳng chi tâm ma na hồng xưng tan lễ hồng hồng an ma ni hồng nguyện ngã và từ bi ta chứng biên chúng đẳng trí tâm an hồng xung tăng đế hồng an ma đi hồng nguyện cả phần từ bi tăng chúng đi Bồ Tát Nam Mô Thiện Vi Sơn A Gián Diêm A Ma Na
là đồ tượng đại minh vương công tương ban ca lượng hiền hiền thanh tịnh chúng bị có còng tiên dương. Chúng sinh nguyện tứ tử bi thủy gia hộ an na gia ngu a pha đà ca ngu chi an na hồng a ma gia đại bi đô hữu tình hồng hồng a ma ni hồng ni a giả xuất na sinh an na làm thuộc an na hồng kỳ bạn na giả bất na nhân nhân tiết hành hồng a hồng a na ma ni hồng về ngã đồng a vương bất bất đồng tố na hồng a hồng a an ma lý hồng đề tử na vương mau thắng bạn na hồng ma tử tây phương vô lượng thọ hồng hồng an ma lý hồng hình a tự a yêu ý thành tiêu bần an na hồng hồng tử hoa hiền trì kim cương hồng hồng an ma lý hồng an năng a vô hoa thử thiên dung ma hồng mà ma long quảng độ ưu nhất ra nồng hồng a ma li hồng ni a long a cứu hoa thoát tu a la tu an a hồng bạt ni lăng a thiện mới bang sinh khổ hồng a hồng a an ma li hồng bề ngang a quy đăng bao ma an a hồng hồng lăng a thương phá địa ngục muôn hồng hồng an ma li hồng đầu từ đại thính thân chú lực lượng đẳng hạ xa bất tư nghị nhược nhân ai phá thù chi giả mãn thập trùng ba la mật thank you.
đinh thủ đàn tràng tất thanh tịnh nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát cái ca tụng nán tư nhị chân pháp giới vô lượng tam bảo chúng thánh hiền á kim phổ thi tế quần sinh nguyện tự từ bi mật mật giang hộ gương ngờ bài tây các vương quang hoa chủ tình giờ từ tôn hiệu a di đà cư cực là giới độ nhân khai tứ tập bát nguyện tiếp phật khai tập lục và quan nam môn từ văn biên vũ tăng thiên pháp vô bồ chiêm mư xa giới thanh trung đại thánh vương trung pháp vương nguyện khai tử mật chi thăng giang võ kỳ đạo chi trình pháp vương thanh tương năng khả sư dương thị già từ ca hữu vị Việt Nam ma quốc nam định ca tỉnh thành ca phố nam phong ma xã vạn diệp và thôn tân na thành ca xóm mẹ vũ hoa hoàng ninh ca từ thiết đàn cư thượng bùng và tay nghiên cung rằng ca tiên tiên đê a ngô tất trai thuần in sư duyệt đình tiếp ba triệu phong ma đình và tâu biểu hòa quan hình và tiên na kinh cung in thanh hiển cầu tiên báo âm từ mẫu tiên giam sinh nhân đau sám dầu tiên ca phó miếng tài quy âm thủ địa phòng sinh tu phúc khai ca phương ca phá ma ngộ mông ma sơn sần na tế tí từ cô hồn nguyện na cầu ca âm ma siêu dương cánh ca quan đại ca sư kim ma thần sai ca chủ cô ai ca từ chú tình ca xuân chú hoa đình ca vĩnh ca hôn na từ vũ thị hải vũ thị hương cô ai nữ ca từ chú thị mai chú thị mơ chú thị cúc chú hoa thị a mận chú hoa thị ca lê chú thị đào chú thị liễu tế ca từ hoàng văn công trần na doãn na tô đồng ma xuân na quý ca cung ma thừa ghế ca mẫu nguyên thị xuyến hợp ma đào gia dương ca môn kiến na đằng ân cần từ ca xứng vừa ca vì ca chính ca tiến hiền na tỷ na hoa thị ca trịnh nhiều diệu hành chân tinh nguyên mày sinh sư gia tuân liên muội nguyện nhật thời thu hoa sinh hưởng mạo điện kỷ hoa thập ba tuế đại hà nữ tuy mão niên luận nhị nguyện nhị thập đồng nhật mão thời mạnh no chúng siêu hoa tiến na cung đồng tổ hoa tiên chú gia tiên tổ đồng đàng sư vị chân na liên cần dĩ kim nguyện cát đa nhật kiên tiến đàn tràm vùng nguyễn mông ma sơn tĩnh gia từ tế sinh vã mạnh bồ vì tổ lễ tông thân tiên vong hậu hoa cơ tam ma đồ minh kim mạng cầu hoa giang ngô hoa thính cô hoa hôn đi kỳ à thiên na tình diên na di phan na trần na tế hồi à hướng chân na như a thực kỳ tế a vô hoa thường vật na quả bồ đề chúng ma phật nguyện được chu pháp giới nhất thiết quốc độ chung hằng truyền vô thượng luân cải ngà cáo hóa thập phương nha thiên chư phật ngạc a ba ta nha ngã bồ tát kim cương thiên đẳng cầu chư nghiệp đạo vô thượng thánh hiền ngà kia sa môn dĩ lại từ bi phục và tần lượng triệu tỉnh thập phương thần đà hư ngã không giới tam độ địa ngộ chư ác tu chung và kiếp cơ nha thiên ngã quỷ diêm na chư tư thiên nào địa phủ nghiệp nào minh quang và la môn thiên kiều minh thiên phong gia sinh phủ phong quang giá minh linh nhân là thiết tha hoàng kiến phủ ư tài mạnh trung trung loài tộc vì loài cô hồn các tộc kiến đồ thừa như này được ư thử thời trung kiến định sáng lâm đắng tụ như này thường diệu hòa pháp vị thanh tịnh cam tổ ẩm tôn đức gia trì khai hoa đăng là kê đất na điểm tân na dân na you
Đại bi ơi,
đại chủ chúng con đại về thỉnh nhị vị tôn đức dâng hương thượng thượng cố Phụng hiền thượng sư Tam Bảo Tổ
nhân từ bi ai nạp thổ. Đại vị trai chủ chúng con thỉnh nhị vị tôn đức dâng huê thượng thượng nửa you
Nam mô Đạo Cung Giang Bồ Tát Ma Thân Ngân Ni Diệu Trà Thiện Mô Cung Giang Phật Nguyện Ngã Phật Tử Phi. Ai làm đồ nhân thiên từ tinh giờ xuất sơ hữu trùng trùng vi diệu trà vương nguyện thượng sư tam bảo duy nguyện tử vi ái nam thụ kim bì đại vì đồng gia trai chủ chúng con tinh nhị vì nam mô thank you.
đô trung như Phật pháp đăng kim cương bật tích hộ pháp thần vương thiên long bát bộ sa bà la môn tiên trung nhị nguyện bất vi bản thể lân mẫn hữu định thử giả nhật kim đời lai lâm pháp mỗi nhang hoa tình thì nghĩ à chúng sinh do tàn phương chứng bồ đề địa ngục vì không thể vẫn thành và tu minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát di nguyện bậc kim bản thể nhân bất hiếu tình tự tha kim lời đại lâm pháp bồ xê đà ma thì ngà đã tâm hùng và tình pháp dối an hùng đạo tập loại cô hồn diệt nhiên đại sĩ a thợ tống lính giả bề lệ đa xuống thần xa xuống loại đau hồ mộng khi nị võng a lượng sẽ bánh cô hồn thì tổ ta tiên phong ra thân quyến a thuộc nghề dễ thừa tam bảo di diệu lợi sợ bí mật di âm ô thường trên kinh linh mười phương chư Phật đàn lư không pháp giới mười phương kim cương hộ pháp thân vương thiên long bát bộ dẫn đường chúng ma sinh đức địa tạng hữu minh giáo chủ phóng hào hòa quang kim cô độ bế từ bi bản nguyện đã thể chúng sinh độ tận bồ đề chứng a nên na xin đại thánh ất lan tôn giả dẫn cô hồn sáu ngà chúng sinh mười phương thập loài hữu tình bảo nhau cùng đến nghe kinh kệ vang hiện nay hàng làm nữ lễ vật bày các thứ đầy mắm hôm nay trai chủ thành tâm thì chữ hiền thành giảng lâm đan trang nhờ phép phẩm mười phương chư phần đồng chân ngôn bí mật tối linh cô hồn mười loài chúng sinh về đây thụ hưởng cơm canh cúng dâng không hoa không hoa cỏ sẵn sàng ăn uống ít miến nhiều nhờ hương phép màu cô hồn già sẽ cùng nhau hay nghe sự tinh phép màu chưa có sau bao yêu từ đâu từ ngày cánh nghỉ khởi đầu quan âm cứu khổ phép màu hiện ra tiêu diệt vì chính là bồ tát hóa thân ra cứu vớt chúng sinh khuyên nên niệm phật tụng kinh nhờ câu thân chú uy linh nhiệm hồn đồ đây tới mau thu cam lộ vì còn đâu hơn này đau biết kể toàn sau đây cô hồn ghi nhớ từng giây phút này nhưng những ai vua chùa xưa nay phân chia địa giới tháng ngày giữ nhau vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn cành vàng lá ngọc bão phèn ngựa xe rong đuổi dân tiền hy sinh thân ơi ai thay thống nhất cho mình số chung hoàn tần u minh trước mời cô hồn ơi cô hồn ơi thu cam lộ vì cho đời dài lâu à
chân Chúa bên mình, chỉ nhân nghĩa quyên sinh thi trường văn trường. Lỡ bước nhầm đường hồng tài thi Phật, nhớ nhàng công danh thiết mình dín chịu đã đành. Có căn nhà cửa tan tành đôi nơi cô ơi tu cam lộ vì cho đời lên thương. Tôi lại thương mời những các cô hồn ơi, những ai hiểu được bình cơ an mang đình cuộc cõi và chỉ cao đành đông dẹp bạc anh hào. Thương minh đông linh cờ nào trong tay kêu trừ ra cướp đàn ngay quên nhà bỏ mang kế ngay cứu đời cô hồn ơi, cô hồn ơi thu cam lộ vì sống thiệt đời hiền u già trẻ gái trai. Số cùng mình tận quê người bơ vơ không quen đất nước bao giờ, chỗ nên đôi khát bên bờ là nơi khôn ơi tu cam lộ vì cho đời vinh quang. Sông sông chớp hoành hành tạm tế mà cứ quỳ rú một mẹ khóc căn này đất lũ quê oan hờn biết nay danh phận thấp thấu hơn thương gai người nói cô hồn là ai cô hồn ơi, cô hồn ơi thủ cam lộ vị tuyết vời thơm hai bên chiến trận mưa tuôn mây sầu ẩm vã chiêng trống ngồi đâu sẽ tan vỡ mật khi hào bốc lên dập trời cờ hiệu hai bên chúng sinh nghiệp trường lão phiền thế kia cô hồn ơi vì đâu mà đền lối cuộc đời là tan tan trần tiền dành đống cho tàn tướng công cho trốn ngụy nan võ đài ngựa xe tên đàn tới bài đội tinh tan hoạn khắp nơi tan tành lại còn gươm ráo vây quanh đạn tên bắn xe tân hình đôi nơi cô hồn ơi lại đây xa xôi tội thời tan ngay. Phải gian nguy hiểm cho vân một lòng quyết chí đeo đầy chân công chứa ngộ đi hay vô đường ai chữ đoát ngày đó mà nguyện Phật là nguyện linh nguyện đà điệp dân chứng vô sinh pháp nhật cao chiều quang y diễn đọc mấy điều gọi là hồi hướng ít nhiều chúng sinh nay trai soạn lòng đành kính tiên cùng hương hoa phật vật kính dâng cầu cho công giả siêu đăng phúc lưu tín chủ số hằng hà sa a xin kính lạy các tòa chư vị cùng tiên mong hoan hỷ độ trì ca tưởng như ý tử bi nhân viên công đức hồ chỉ nga chúng sinh nga di đà phật chứng minh hộ chỉ cho đồng ra trai chủ họ chú chúng con hiển vinh đời đời xin nhà phương quá hương nhân viên mãn công đức tinh thần vì nga tha ba thí công đức hằng hà cô hồn tu hưởng hà sa phúc địa
thiên hồi hướng công đức vô biên thoát khó về biển cực lạc thành tới cô nơi cô hồn ơi về đây thụ hưởng đời đời dài ca lâu a di đà phật niệm mà cầu mở lòng tế độ dài lâu đời đời sống sâu bể khổ mọi nơi nhờ thiện ban nhã tới nơi thiên a chỉ nam mô đức phật từ bi côn toàn khổ tứ thời tiêu giáo a di đà phật niệm cầu hộ trì thí chủ sống lâu muôn đời cô hồn ơi cô hồn ơi từ nay nhờ phật đời đời ấm no của Đức Như Lai. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Kính lạy Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Này hỡi các Phật tử, các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Đa Bảo Như Lai, các ngài có khả năng gia hộ, các vị thường được bày đủ các thứ của bao sức ý vô tận. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Kính lạy Đức Phật Đa Bảo Thắng Như Lai. Này các chư Phật tử, các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Bảo Thắng Như Lai, ngài có khả năng gia hộ các vị thoát khỏi lửa nghiệp trần lao hết đều được tiêu diệt. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Kính lạy Đức Diệu Sắc Thân Như Lai. Này hỡi các Phật tử, các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Diệu Sắc Thân Như Lai, ngài có khả năng gia hộ cho các vị không phải chịu những cảnh sâu xa, các căn đầy đủ tướng tốt tròn đầy đẹp đẽ trang nghiêm cõi trời cõi người, đứng vào bậc đệ nhất. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
thân Như Lai này, hỡi các Phật tử các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Quảng Bác thân Như Lai, Ngài có khả năng gia hộ cho các vị không phải đọa trong loài quỷ đói khổ nhỏ như kim bục đo như chống lại thêm vào đó mê lửa nghiệp đốt cháy không dừng thì sớm được tiếp nhận suối nguồn thánh lương mát mẻ nếu có thủ đồng đồ ăn uống đều được vị như lời cam lộ Nam Mô Ly Cố Huy Như Lai. Nam Mô Ly Cố Huy Như Lai. Lạy Đức Ly Cố Huy Như Lai này, hỡi các Phật tử các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Ly Cố Huy Như Lai, Ngài luôn gia hộ cho các vị thường được an vui vĩnh viễn không sợ hãi thanh tịnh khoái lạc. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Lạy Đức Cam Lộ Vương Như Lai này, ơi các Phật tử các vị nếu được nghe danh hiệu của Đức Cam Lộ Vương Như Lai, Ngài có khả năng gia hộ các vị chứng ngọt giọt nước cam lộ này nay có để trừ được mọi đói khát trong quê khoảng giây mà gậy mong đây nước này sai lên đỉnh đầu hết kia hết thay đều được an lạc. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Đức A Di Đà Như được nghe danh hiệu của Đức A Di Đà Như Lai, Ngài luôn độ cho các vị được vãng sinh trang cảnh giới thanh lương cực lạc trong hoa sen hóa sinh dự vào ngôi vân thoái. Này ơi các Phật tử, đây là bảy Đức Như Lai vừa ơi sức thệ nguyện cứu vớt chúng sinh vĩnh liên xa lìa phiền não thoát khỏi khổ ba đường thường được an vui một khi xưng niệm danh hiệu Phật nghìn đời xa lìa khổ chứng đạo vô thường nghìn đời xa lìa khổ chứng đạo vô thường. Thứ nữa vì các vị mà xưng tụng pháp mạn Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa Đăng Thanh Quan Tự Đại Bồ Tát Thanh Đăng Bát Nhã Ba La Mật Đa chư Phật đem sức thần thông gia trì thường hiểu trong lò nguyện khói hương này chủ pháp giới pháp cho chúng quỷ được giải thoát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện chư Phật đem sức thần thông gia trì nước tam công đức đứng trong chén nguyện cam lộ tràn này trùm khắp pháp giới khắp cho chúng quỷ được mát mẻ. Nam mô Thị Cúng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thị Cúng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện chư Phật đem sức thần thông gia trì thực thượng diệu trong học nguyện trai thực này biến pháp giới khắp cho chúng quỷ được no đủ. Nam mô Thực Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thực Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Này các Phật tử đang đối hiến pháp thực này pháp thực khắp mười phương Phật tử cũng thụ hưởng nguyện đem công đức này phổ cập khắp tất cả tri thức cho Phật tử cũng được tuệ giác Phật
các Phật tử đắng từ đời trước tới nay đã nhận ăn uống no đủ lâu nay quý vị toàn ăn nên cá mau thanh ngồi thức ăn cay nồng và các món ăn đức quân mà quý vị tiếp nhận như vậy cũng giống như thuốc độc làm tổn hại thân chi thêm gốc khổ chặt luôn trong bể khổ không khi nào thoát ra khỏi tội này theo giáo pháp của Như Lai tinh lành để cũng hiến bày pháp mỗi trần tế vô giả này. Các quý vị đêm nay gặp được cơ nay thi thủ thắng nơi phẩm tâm gần nơi thân trong đời quá khứ đã từng phụng sự chư Phật thân cần tiện hữu cung giảng tam báo do nhân duyên này mà nay được gặp mẹ thiện tri thức phát tâm bồ đề để nguyện thành Phật chẳng cầu quả vị nào khác người các đạo trước ý lần lượt độ thoát sau lại nguyện cho quý vị đêm nay hằng an chủ ủng hộ chúng tôi được mãn sở nguyện bao nhiêu công đức có được từ việc thi thực này khắp đêm hồi hướng lại cho tất cả hữu tình trong pháp giới cùng đem phúc báu này hồi hướng hết này cho qua vì vô thượng bồ đề nhất thiết chúng chỉ không tiếp nhận quả vị nào khác nguyện trong thành Phật lấy vì đem tịnh thực này chia làm ba phần thứ nhất thi cho các giống loài ở dưới nước khiến cho được nhân thân không thứ hai thì cho các loài có lông khiến có pháp tịch thứ ba thì cho những đức những thần đức đang bẩn bẩm thủ những hình hài hôn đúc đúng đây đều chung đúc đúng được vô sinh nhân tình cứ quang đông đạt đài tình chiếu khắp hư không trở lại xem thế gian giống như việc trong bọc đốt một nén hương cô hồn xoay biết có đủ học thực điệp văn kinh nên tuyên đọc mà kim áo thân là pháp và thí chẳng là thế khai ra là tư cứ việt phược di thái cực ca vô cực quyền dung từ ca hữu huyền tiên thiên na hộ thiên đạo ngoài ca bản vô quá đạo và tứ nhân nhân tứ ca và không ma thị ca thơ sắc ca tứ thị ca không thống ma di chi ca ảnh vô hồn từ ca thân ngã quỷ dư a tứ tùng ma căn la uất la thu a u a đô thị ca mê cơ a thời a xuân a và mai a đà a ma nguyệt ni tê ca phong ma sường a giáo a mi ngã mang hà ma đà nhật ni đã na thiệp ma nhược ca giáo a huỳnh chi a tự a chiếu a phiêu a nhân nguyệt ni ca thước kê chi vô a y a sơn a yếu a thủy a diện a la sa ma và hòa song y ca canh nghe tiêu a ni vô hoa định ngài ngã như hoa phương ca ước ma chẳng như khổ hoa não hoa bán đi không ma ám ma đàm ma hữu hoa đế ngã thành ngã vĩnh điệp ma thầm ma mê a thủ hoa thầm ma cảm ma khái ngã kim ma cứ việt nam ma quốc nam định ngã tình nam định thành ngã vô hoa nam mê phong ma sáng ma vạn đà diệp thôn a tân ni thành ngã xóm ma ngợi ngã vô hoa hoàn ninh ngã từ khe thiên đa đàn cư tưởng vùng và thanh nghiên cũng ma dặn ngã thiên thiên đế a ngô thất giai tuần kinh sự duyệt định tiểu diệu phong mi pha tóc biểu quan thị ngã và tuyên kinh cùng ma kinh thanh ngã hiện cầu thiên báo ân từ mẫu tiền giảm sinh nhân đạo giảm do thiên cơ phó biến tại quê âm thủ thiền bảo sinh tu phúc khai phương mở mục mông hoa sơn ni dẫn na thế thi a thực ca cô hoa hồn huyện na kỳ nga ê vong ma ninh nga siêu hoa sinh tình nga đò cánh nhận đồng ra dương môn con sóng giáo nữ ra cha khát bảo bình an nhân căng và tình tăng tài tăng lộc tăng duyên trường đò sự
kim đại a mi a ga cha a chu cô ai a từ a chu a tình a xuân a chu a tình a vĩnh hôn a từ a vũ thị hải vũ thị hương cô ai a nữ a từ a chu a thị a na mai chu a thị a mơ chu a thị a cũng chu thị mận chu thị nê chu thị đào chu thị liễu tế tử Hoàng văn na công mi trần na doãn na đô đồng ma xuân na quý ca cung ma thừa kê a mẫu hoa nguyễn na thị a xuyến hợp đồng nam ma hôn nữ tế nội ngoài đồng chi dương môn kiến na tăng phượng vị trinh a tiến hiền tí nào hòa thị ca trinh hiệu hoa diệu hòa hành chân ni nguyên mạnh sinh a năm mộ tuất niên muội nguyệt nhà thời tuổi sinh hưởng 90 tuổi mất na năm quý a mão hoa tháng hai nhuận là ngày 26 giờ mão hoa mạnh a trung a kiếp ma vị siêu hoa tiến công đồng tổ hòa tiên a chú hòa gia tiên a tổ đạo hòa gia tiên a tổ kiều nguyện tất tổ thẳng đàn sư vị chân tinh cần đủ kiều nguyện ca nhà kiên tinh ta thiên a tăng tịnh hòa vô vô hòa tinh a từ cải kiên ngụ tân sai đàn nhất chú thiên chú viên nhị a ta kim ma ta qua ga pha phán hành công hoàn nê ga phu công hòa phu viên a ma na những a cụ khả hòa sa na chi a phẩm ma đại a khai quảng a thi a chi a sang a vi tử a ba anh cụ hòa điểm nhật đạo thượng đàn 36 hoa bộ quỷ nga vương y nam là giá giá lên na an y hạ hoàng gương kỳ a chiêu hoa tường a tiền a quang a sự a nhân nên mà a tám a từ a bi chi hóa kỳ a bẩm từ a quang hê giao a xá diệu a sa ma trần a tế chi a công phạm mà hệ nhân a tiết cô a hồn tăng a phương chúng a quỷ gì đồ vị a đồ hữu a y vô hi tình a ngỡ cấm a phụng a phật a ân nê báo a thực kề sang a trai a cung a vô đắc a thời a cường a năng nghi nhượng nghi ta tranh a đoạn đề côn đề hào a thị a dần a đăng a trung a quân a mông tiến a bà chi a công hàm a toại quy chi na giá hệ công a tư trung a sư hòa tô phung a hành tu chi điệp giả hữu điệp a thường tam a thập ba lục bộ quỷ a vương án a thi hành tuy a tư quy mão niên tam việt nhị tập nhật thảo thời đương đàn pháp sư thần sa môn phụng hành hòa áp địa ngục không phật phật khác ngang dọc tức là trần trinh pháp bồ tát tăng thẳng đến bồ đề con quy con đã tu tập các thiện căn vì lời yêu tình nguyện thành phật đạo kim y mông sơn giao khải thiết thử pháp duyên phổ thí chư hữu tình giai cộng thành phật đạo thiên thủ thiên nhãn vô ngài đà di đức đà ni nam mô a di đà ra 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 nam mô a di đà ra 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 nam mô a di đà ra 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 nam mô a di đà ra 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 đại thánh cửu phẩm đạo sư vô lượng tôn phật khế thủ tây phương phát nguyện độ quần mông duy nguyện từ bi ai nhiếp thụ tây phương cửu phẩm di đà như lai quan âm thế chí tọa điện đài tuyết vân thượng kim giai đại thế hồng khai phố huyền ly trần ai nam mô liên chư hội thượng phật bồ tát ma Bồ Tát Ma Na Đa Nam Mô Liên Hoa Hội Đường Phật Bồ Tát Ma Đa Chí Tâm Tán Lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Đà Giáo Chủ Nguyện Tâm Đại Hảo Như Ngũ Tu Di Mục Nhược Tứ Đại Hải Thọ Mạnh Trường Dân Khoai Lạc Quốc Thái Quan Âm Ma Tướng Trang Nghiêm thế chi dùng đi từ đại thanh định ngài trung hàm vận hợp thừa thủ cứu trần luân phóng quang khai án huệ tiếp du đẳng tạo ngao du liên trì hội tiến linh hồn vãng siêu thăng sinh tình độ tây phương tiếp dẫn a di đà phật a di đà giáo chủ chân tây phương tiếp độ quần sinh vãng tịnh bang cửu phẩm liên đài giao ảm ảnh thất trùng bảo thủ địa liệt
phân phương mi mi kim đương đoan nghiêm hảo hiệu hiệu ngân hào sáng lạng quang duy nguyện phong linh mông thụ kỹ đốn siêu tịnh độ ngộ chân thường nam mô điếp dẫn đạo chữ bồ tát ma ha đát nam mô tiếp dẫn đạo sư bồ tát ma ha tát dưỡng giao chủ điếp dẫn đạo sư tứ thập bát nguyện thi hồng từ cửu phẩm nhiếp quần cơ giám thử trai nghi kỳ thức tháp liên trì nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát thử thử tây phương lộ bất rơi a di đà phật đồng niệm nam mô a di đà phật tức tông tâm cảnh ra ngu sa a di đà phật niệm nam mô a di đà phật siêu sinh dương tăng phúc thọ vinh bảo thiên thu vạn vạn tuế chúng sinh vào đây trầm nhu cung chiên đàn phương ức thanh hương kim lô tài nhiệt biến thập phương giả sử gia thâu ly khổ nan hỏa nội trừ ương nam mô hương vân cái bồ tát ma ha nam mô hương vân cái bồ tát ma ha ta từ đời đàn nhì cao đất pháp giữ vân trung chư sa hữu và cung vị nghi đô thân phụ nguyên chân nhiệm hương đàn biên phạm ngữ nhi âm phi chính tự hữu trừ túc nghiệp vô lượng dư kiên kim đắc pháp sự tương viên đàn ni cao đất lục cỏ thanh khiết tu trường sám đa ma cần cổ tạ quá biểu chương ngã thử sở tạo chư ác nghiệp giải do vô thủy nam sân si tòng thân khẩu ý chí sở sinh kim đối phật điện cầu sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát phật ni công đức bất khả lượng chúc diễn vạn tuế quân tinh tứ ân tam hữu tất thủ thường quán ni thân cụ siêu vắng hiện tiền chúng đẳng phục tuệ tâm chung chính niệm chiêu trương phật thừa kinh thủ phong hào quang tiếp dẫn vãng tây phương nguyện thị kim thủ phong hào quang đồng nguyện vãng tây phương niệm phật công đức bất khả tư nghị pháp giới quang huy tam hữu tề tư tứ ân lời ý thượng phúc tình vương thánh đọ vạn quê pháp giới hữu tình đồng sinh cực lạc quốc độ nguyện đồng sinh cực lạc quốc từ thời đại ni cao đất pháp sự chủ nguyên nghi được đà sự thừa cận phản nữ tình quang thánh cảnh long xa phương điện đương hồi ư huyền tùy thiên cung đại trung chi lành khấu đầu tiến địa trung chí thành khấu đầu tiến địa cung thỉnh thiên thượng hoàn thiên thượng địa phủ quy địa linh lưỡng niên hoàn sở chi
chi đương cảnh hồi miếu đường ngũ phương hoàn an chân thổ địa phục tuân hành chữ danh hoàn bản tĩnh trai chủ đủ lộc thủ quốc thủ hồng ân các chương nhiên đủ vạn vạn thế nhân chỉ tiền tài mã dụng bằng phó lô thâm nhập kinh đại kêu đại kêu đại đồ bi yêu lăng lăng vẹn chúng sinh đóng đi đại chúng giáo tiếp vô ngài hòa lòng cánh chúng nhập thí tử thông đức cầu cầu vui nhà thiết ngã đẳng thứ chúng sinh giai tổng thành phật đạo kiện thành tạ lễ tam bái. Các gia chủ ta vô đi, vô chúng sinh đi. Ai vô khỏe thì vô được nhiều, ai yếu thì vô được ít nhá. Chào chào Phật, kính thưa các vị đại diện cho trai chủ. Ngày hôm nay cũng có bảo cụ về chầu Phật quy tiên nhân tuần lâm thứ 5. Có kiền nhật chư tăng cùng các thầy đạo tràng công văn về tại bản đền Vô Hoàng hành lễ từ sáng cho đến ngày đến thời giờ đã được tu viên hoàn mãn. Cầu nguyện cho bà cụ cũng như chị Huyền thất tổ được siêu đăng Phật quốc, gia quyến được nhị tự bình an, bản từ đây được hưng long, chúng nhân cát khánh. A Di Đà Phật.